xếp hạng độ thâm hiểm của 5 vị hoàng hậu qua 4 mùa cung đấu trên màn ảnh thời Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh và Đạo Quang. Hoàng hậu là một tước hiệu thời phong kiến, được tấn phong cho vợ chính thất, nguyên phối của hoàng đế. Là danh vị độc nhất vô nhị, đứng dưới một người nhưng trên vạn người, là người chủ trì mọi việc của hậu cung. Hầu hết các hoàng hậu trên màn ảnh luôn thể hiện ra bên ngoài sự hiền lương, thục đức để xứng đáng với ngôi vị vạn phụng chi vương, mẫu nghi thiên hạ. Nhưng khi bộ phim dần đi đến hồi kết, trải qua nhiều biến cố trong vòng xoáy cung đấu đầy khắc nghiệt, họ dần trở nên hắc hóa, biến đổi để trở thành một con người hoàn toàn khác biệt so với vẻ yếu đuối ban đầu. Hãy cùng Oanh Tạc Hậu Cung điểm qua 5 vị hoàng hậu vô cùng thâm hiểm trên màn ảnh qua các bộ phim cung đấu xưa và nay, xếp hạng xem ai xứng danh ngôi vị quán quân, ác tàn nhẫn tàn canh nhé. Đứng ở vị trí thứ 5 là Hiếu Thận Thành Hoàng Hậu của Đạo Quang Đế, vai Đồng Giai Nguyên Uyển trong bộ phim Vạn Phụng Chi Vương 2011. Trong phim, Nguyên Uyển là thanh mai trúc mã của Miên Hân, vì tham hư vinh nên quyết thành hôn với Miên Ninh, trở thành đích phúc tấn của Chí Thân Vương. Khi Miên Ninh đăng cơ, lúc sắp sửa phong hậu, Nguyên Uyển phát hiện phu quân còn yêu Y Lan, nên lập kế trừ khử. Cha cô thỉnh chỉ Thái Hậu tế sống Y Lan tìm thi thể Miên Di. Ngay đại điển phong hậu, Miên Ninh bỏ mặc Nguyên Uyển để đi cứu Y Lan, rồi tấn phong phi vị cho Y Lan, khiến Nguyên Uyển căm phẫn. Tranh đấu một thời gian thì cả hai mang thai. Mẹ của Nguyên Uyển muốn giúp con bảo toàn hậu vị, quyết hại thai của Y Lan. Nguyên Uyển trong lúc cứu Y Lan, vô tình sẩy thai. Âm mưu lộ tẩy, mẹ của Nguyên Uyển bị xử tử, Nguyên Uyển bị liên lụy, đày đi Nhiệt Hà nghỉ dưỡng. Tại đây, cô tư thông với Miên Hân để mượn chủng, dù anh đã thành thân với biểu muội cô là Lạc Hân. Thương mẹ chết thảm, cô lợi dụng Tường Tần, người từng là nạn nhân dưới tay của mẹ con cô, để sát hại Y Lan. Cha của Nguyên Uyển lại vu oan cha của Y Lan mua bán nha phiến, khiến Y Lan đau khổ sinh non. Sợ lộ tẩy, Nguyên Uyển uống thuốc thúc cho sinh sớm, kết quả hoàng tử bị thiếu tháng, luôn bệnh tật. Cha cô là Thư Minh A bị kết tội xử trảm, Nguyên Uyển tự thú trước tượng Phật, bao gồm việc tư thông với Miên Hân. Miên Ninh đứng ngoài nghe thấy, vô cùng tức giận và phế truất cô, Lạc Hân cũng vì vậy mà tự vẫn. Nguyên Uyển bị giam trong cảnh kỳ các, ngày ngày tụng kinh hướng Phật. Sau đó, Nguyên Uyển không ngần ngại mà cứu con của Y Lan khỏi đám cháy. Ngoài ra còn góp công lớn trong việc cùng Y Lan bảo vệ phu quân. Con trai Nguyên Uyển bị Thái Hậu hạ độc, cô đem chân tướng nói cho Miên Hân trong lúc anh uy hiếp hoàng thượng. Nguyên Uyển tình nguyện chết theo Miên Hân. Trong lịch sử, Hiếu Thận Thành Hoàng hậu chỉ sinh duy nhất hoàng trưởng nữ. Đạo Quang Đế không có người con nào tên Dịch Soạn. Theo đánh giá của Thái Hậu, về thực lực, Nguyên Uyển và Y Lan tương đương nhau, nhưng Nguyên Uyển trông như vô tình, lại hữu tình, nên sẽ thất bại. Thật vậy, vì đặt quá nhiều tình cảm vào mọi việc, nên Nguyên Uyển không đủ dũng khí để hãm hại người, nhận lấy một kết cục đầy bi thương. Vị trí thứ tư thuộc về Hiếu Hòa Duệ Hoàng hậu của Gia Khánh Đế, vai nữ Hỗ Lộc Ỷ Tuyết trong bộ phim Thâm Cung Nội Chiến năm 2004 và vai Thái Hậu trong phim Vạn Phụng Chi Vương năm 2011. Bà là hoàng hậu thứ hai của vua Gia Khánh. Trong phim Thâm Cung Nội Chiến, bà luôn bị lép vế bởi Như Phi, người được giao quyền quản lý lục cung. Hoàng hậu có vẻ ngoài bao dung nhân từ, lại hay chiếu cố phi tần và cung nữ, tuy nhiên bên trong thì chứa mưu toan độc kế, hãm hại phi tần và Long Tự. Cái thai đầu tiên của Như Phi từng bị bà ra tay. Sau này, lại liên thủ với Nhĩ Thuần và Ngọc Doanh để vu cáo Như Phi, khiến Như Phi bị thất sủng, mẫu tử phân ly. Cũng chính bà đã ám sát bà nội của An Xuyến, để An Xuyến không muốn xuất cung, ở lại Tử Cấm Thành lao vào vòng tranh đấu. Tập cuối, bà tố cáo việc làm sai trái của Phi Tần, không ngờ bị Gia Khánh trách phạt. Đến đây, bà hé lộ những gì mình làm xuất phát từ tình yêu sâu đậm, thấy ghen khi phu quân sủng ái người khác. Vị hoàng hậu này còn được khắc họa một cách rõ nét qua nhân vật Thái Hậu trong bộ phim Vạn Phụng Chi Vương, vốn là quý phi của Gia Khánh Đế. Sau khi giết Hiếu Thục Duệ hoàng hậu trong một lần xô sát, sợ bị truy tội nên mua chuộc thái y, nói hoàng hậu bệnh nặng qua đời, về sau trở thành kế hậu. Ân hận nên bà phò trợ con trai của Hiếu Thục Duệ hoàng hậu thuận lợi đăng cơ, từ đó vô cùng hiếu thuận với bà. Trong phim, Thái Hậu là người có nhiều tâm cơ nhất khi hết lần này đến lần khác gây ra sóng gió trong hậu cung. Thậm chí là việc tự cắt đi chân của mình khiến hoàng thượng thương hại và giết cháu ruột của mình để Miên Hân sinh hận, mà bất trung với hoàng thượng. Trong lịch sử, cung từ hoàng Thái Hậu sống thọ hơn Hiếu Toàn Thành hoàng hậu. Có thuyết cho rằng bà độc chết hoàng hậu vì mâu thuẫn mẹ chồng và nàng dâu. Vị trí thứ ba thuộc về Hiếu Kính Hiến hoàng hậu của Ung Chính Đế, vai Ô Lạp Na Lạp Nghi Tu trong bộ phim Hậu Cung Chân Hoàn Truyện năm 2012. Trong phim bà là em gái của Thuần Nguyên hoàng hậu và là cháu gái của Thái Hậu.
nghi tu tinh thông y lý, tâm cơ thâm sâu, do bị đích thứ tôn ti ám ảnh mà đem lòng hận. Nghi tu là trắc phúc tấn của ung thân vương, sinh hạ đại a ca, nhưng lên 3 tuổi thì chết. Ngay khi đó chị ruột là đích phúc tấn lại mang thai nhị a ca, khiến nghi tu sinh lòng oán hận. Cô lén đánh cháo thức uống, đồ ăn, khiến mẹ con thuần nguyên bay màu. Nghi tu trở thành kế phúc tấn, rồi trở thành hoàng hậu. Về sau không thể sinh con, nghi tu bày mưu hãm hại tề phi để đoạt con của tề phi là tam a ca hoàng thời. Hoàng hậu còn hãm hại rất nhiều tần phi mang thai, hoặc khiến họ không thể mang thai, trong đó có lần sẩy thai của Hân Tần và Phú Sát quý nhân. Sau này, hoàng hậu bị bại lộ, Ung Chính định ra chỉ phế hậu, nhưng do di chiếu của thái hậu, Ung Chính chỉ cho thu hồi lại thánh chỉ sách lập, kim sách và phụng ấn, rồi giam cầm bà vĩnh viễn ở cảnh nhân cung, đến chết không gặp lại. Trong lịch sử, bà là vị hoàng hậu nguyên phối đầu tiên được hợp táng một mình cùng với hoàng đế, chứ không phải bị hoàng thượng xù kèo chôn chung như trên phim. Vị trí thứ hai, Á Quân thuộc về kế hoàng hậu của Càn Long Đế, vai Huy Phát Na Lạp Thục Thận trong bộ phim Diên Hy Công Lược 2018. Khi còn là nhàn phi, bà không được Càn Long mấy khi quan tâm, song bà vẫn an phận thủ thường, Thục Thận từng là người nhân từ độ lượng, công tâm liêm chính. Lần lượt mất đi người thân, trước cảnh nhà tan cửa nát, em trai không qua khỏi, cha bị giam vào ngục, mẹ đập đầu tự vẫn, Thục Thận từ bỏ bản tính lương thiện, trở nên mưu mô quỷ kế, sẵn sàng xử lý người khác để bảo vệ bản thân. Bà giáp tâm trả thù, khiến những kẻ từng trà đạp mình chết không nhắm mắt. Trước tiên là Khử Gia Tần, đoạt tứ A Ca Vĩnh Thành mà nuôi dưỡng. Sau là cứu Thái Hậu an toàn khỏi bầy rơi, thành công lấy lòng Thái Hậu. Khi Cao Quý Phi cho diễn tập pháo hoa, thì bị hát nước thép vào người. Thục Thận cho thêm thành phần khác vào nước thép, khiến mạng của Cao Quý Phi vô phương cứu chữa. Ngoài ra, còn dùng thân chắn cho Hoàng thượng, bị bỏng một bên vai khiến ông thương xót. Từ đó, được ân sủng, tấn phong Quý Phi, thay thế Hoàng hậu nắm quyền ở Lục Cung. Nhàn Quý Phi còn kích động Thuần Quý Phi sát hại mẹ con Hiếu Hiền Hoàng hậu, sau đó khử Thuần Quý Phi bằng dây thả diều, nhằm giá họa cho anh Lạc. Sau khi Hoàng hậu bạo băng, bà được phong làm Hoàng Quý Phi. Sau khi mãn tang, bà được sách phong Hoàng hậu. Trước mặt mọi người, bà luôn tỏ ra bàng quan không tranh sủng, nhưng sau lưng ngấm ngầm tạo sóng gió hậu cung. Cha bà là Na Nhĩ Bố bị vu oan ban chết. Thục Thận mất đi người thân duy nhất, kiên quyết trả thù Thái Hậu, song đối với Càn Long thì hận không thể giết vì ông là phu quân bà yêu nhất. Kế hậu dựng chuyện ly gián Thái Hậu và Hoàng thượng, song việc này lại được anh Lạc hóa giải. Về sau anh Lạc đắc sủng, bị Viên Xuân Vọng xúi dục, cảm thấy bị phản bội, Thục Thận liên thủ với Hòa Thân Vương Hoàng Chú, tận dụng chuyến Nam Tuần lần thứ tư để sát hại Càn Long, ngụy tạo tai nạn trên tàu. Sau đó về Bắc Kinh phong con trai là Hoàng Thập Nhị Tử Vĩnh Cơ làm tân đế. Dù vậy, khi thuyền rồng bốc cháy, Thục Thận một mực muốn xông vào cứu phu quân. Bị vạch trần, cộng thêm lúc nguy hiểm hoàng thượng chỉ chăm chăm bảo vệ anh Lạc, khiến hoàng hậu căm phẫn. Bà cắt tóc đoạn tình, Thục Thận bị thu hồi kim sách, kim bảo. Anh Lạc cầu xin không phế hậu để giữ thể diện, cho người hầu hạ chu đáo. Lý do ngày xưa anh Lạc bị Hiếu Hiền hoàng hậu phạt làm việc ở Tân Giả Khố. Bệnh nặng ngất xỉu, Thục Thận đã chuyển thái y chăm sóc, giúp cô khỏi bệnh. Vì lẽ đó, cô trả ơn cho bà, để không ai nợ ai. Xếp ở vị trí đầu bảng, quán quân thuộc về Hiếu Toàn Thành Hoàng hậu của Đạo Quang Đế, vai nữ Hỗ Lộc Y Lan trong phim Vạn Phụng Chi Vương năm 2011. Trong phim, bà là thê tử của Miên Di, đại tẩu của Miên Ninh. Miên Di đánh trận ở Biên Ải, bạt vô âm tín, Thái hậu đem cô tế sống tìm thi thể con mình. Miên Ninh tìm cớ để nạp cô làm phi. Điều này không chỉ khiến Hoàng hậu ganh ghét, còn làm Thái hậu tức giận. Hoàng hậu không cam tâm, dùng hạ sách tranh sủng, kết quả tự mình hại mình, bị phế và bị giam vào cảnh kỳ các. Y Lan trở thành người có địa vị cao nhất, song luôn bị Thái hậu và Tĩnh Du mưu hại, khiến cô nhiều lần rơi vào nghịch cảnh. Cuối phim, Thái hậu và Thụy Thân Vương Miên Hân mưu phản, Y Lan liên thủ với Nguyên Uyển, Phú Sát Ngạt Thái, Khánh Thân Vương để bảo vệ Miên Ninh, phe Thái hậu thua cuộc. Sau cùng, Y Lan gạt bỏ bản chất lương thiện, diệt cỏ tận gốc, không dung túng kẻ thù từng khiến Miên Ninh rơi vào đường cùng là Thái hậu và Tĩnh quý nhân đang mang long thai. Từ vị trí Hoàng quý phi, được thăng lên làm hoàng hậu, với một hành trình gian nan và cô độc. Dù ở ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, Y Lan lại không còn nhận được tình yêu của phu quân, cam chịu số phận vạn phụng chi vương, có được thiên hạ nhưng phải sống cô độc đến già. Đầu phim việc phải trở nên tàn nhẫn trong chốn thâm cung là thân bất do kỷ. Thế nhưng, ở cuối phim Y Lan lại để lộ ra việc mình cũng có dã tâm để trở thành người quyền lực nhất hậu cung. Là một người trông như hữu tình, nhưng thực chất rất vô tình, là một kình địch lớn nhất đối với Thái hậu và cả hậu cung. Một kẻ giành được quyền thế nhưng cuối cùng lại thất bại trong tình yêu.
Trong lịch sử, Hiếu Toàn thành hoàng hậu sinh hoàng tứ tử Dịch Chữ, sau là Hàm Phong Đế. Theo thứ tự, Dịch Chữ là con trai thứ tư, không phải con trưởng như trong phim. Trên đây là bảng xếp hạng dựa trên độ thâm độc và tàn nhẫn của năm nhân vật trên phim. Theo bạn, ai xứng đáng đạt ngôi vị quán quân và ai để lại cho bạn nhiều ấn tượng nhất? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video hấp dẫn nhé người bạn của tôi. Chúc bạn một ngày tốt lành!